Diễn viên Việt Bắc sinh năm 1987 tại thành phố Vinh. Hiện tại anh đang công tác tại nhà hát kịch Hà Nội. Tạo được ấn tượng với Xuân Tóc Đỏ, nhân vật chính trong phim Trò Đời. Ngoài ra anh còn tham gia các phim Ông Tơ Hai Phẩy, Ba Đám Cưới Một Đời Chồng, Chạy Án, Cuồng Phong, Khi Đàn Chim Trở Về. Các sitcom như Style Công Sở, Chuyện Quanh Ta, Xóm Hóm, Tứ Đại Mỹ Nhân và nhiều tiểu phẩm hài trong Gặp Nhau Cuối Tuần cùng các diễn viên gạo cội khác như Xuân Bắc, Vân Dung, Quang Thắng, Trung Hiếu, Việt Anh, vân vân. Thanh Long xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với chương trình Trò Chuyện Cuối Tuần của Đài Phát Thanh Truyền Hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, có một người nghệ sĩ xứ Nghệ rất đam mê với nghệ thuật diễn xuất và đặc biệt là anh luôn muốn lan tỏa chất nghệ qua những vai diễn có sử dụng tiếng Nghệ và đặc biệt nhận được nhiều tình cảm, những tình cảm yêu mến của khán giả của quê hương. Và mỗi khi anh xuất hiện trên màn ảnh nhỏ thì mọi người đều trầm trồ là ôi, người nghệ của mình giỏi quá, sao mà diễn hài tốt quá. Và ngay lúc này đây thì Thanh Long muốn giới thiệu đến quý vị tham gia trong chương trình, đó chính là diễn viên Việt Bắc ạ. Vâng, xin chào anh đến với chương trình ngày hôm nay và cảm ơn anh đã cùng tham gia vào chương trình. Lời đầu tiên, Việt Bắc xin gửi đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Trò Chuyện Cuối Tuần của Đài Phát Thanh Truyền Hình Nghệ An. Việt Bắc cảm thấy rất chi là vinh dự, hạnh phúc và có rất nhiều là cảm xúc mà khi được tham dự cái chương trình này. Không biết là anh đã bước chân vào cái con đường này được bao lâu rồi ạ? Việt Bắc học sân khấu điện ảnh từ 2007, tốt nghiệp 2011. Thì đến bây giờ là 2019, là 8 năm trong nghề rồi. Wow, 8 năm trong nghề. Và em được biết là gia đình của anh thì không có ai theo nghệ thuật đúng không anh? Vậy thì khi mà anh quyết định lựa chọn cái con đường này thì anh có nhận cái sự phản đối của bố mẹ hay là của mọi người? Tính ra thì cũng đến 3 đời, đến 5 đời thì không ai làm nghệ thuật cả. Đến khi Việt Bắc học xong 12 và quyết định là thi vào trường sân khấu điện ảnh. Thì nói thật là ba thì là lính mà, thì ba cũng muốn là mình đi theo cái con đường lính. Còn mẹ thì cũng ngành y thì cũng muốn là thì thôi cũng cố gắng học hành rồi trở thành một vị bác sĩ. Nhưng mà cái cảm giác mà được đứng ở trên sân khấu á, thì mình cũng rất là đam mê. Và mình quyết định mình thi vào trường sân khấu điện ảnh. Mình thi đầu vào là mình được 9 điểm năng khiếu, mà để cho chứng tỏ, để cho ba mẹ thấy rằng là mình làm được nghề. Khi mà Việt Bắc được nhận vào cái vai Xuân Tóc Đỏ trong bộ phim Trò Đời và chiều năm 2012, tức là đi về, đi gặp mọi người, thì về đến nhà ở Hưng Dùng đây, mấy bác sẽ ôm, Tân Xuân này, hồi, rồi mình ở Hà Nội, nói chung là mình gặp rất nhiều người khán giả. Có hôm đang đi ăn thì có một bác chạy ra bảo, này, Bắc, này dạ. Này, mày có biết là tao phải thức bao nhiêu đêm để xem phim của mày không? Là một trong số ít những người con của xứ Nghệ thành danh trên con đường nghệ thuật diễn xuất. Khuôn mặt hài hước, phong cách diễn xuất tinh tế, được đồng nghiệp và những người trong nghề yêu mến bởi lòng yêu nghề, tinh thần làm việc nghiêm túc và đời sống gần gũi giản dị. Bằng sự nỗ lực của mình, anh đã gặt hái được những thành công trên con đường chinh phục đam mê. Có lẽ là với mỗi cái nghề nghiệp mà chúng ta lựa chọn ở trong tương lai thì đều có một cái cơ duyên nào đó. Người nghệ sĩ khi mà họ theo đuổi cái niềm đam mê của mình thì họ phải có một cái điều gì đó đặc biệt. Mình rất muốn là mình thể hiện nhiều vai. Hài có, bí có, đó. Nói chung là ác có, hiền có. Mình muốn thể hiện hết. Nhưng mà không hiểu sao hình như cái duyên của mình nó mạnh với bên hai hay sao. Với những cái vai diễn mà sử dụng tiếng Nghệ ạ, thì đối với những khán giả là người Nghệ thì họ rất là thích, bởi vì họ luôn mong muốn được nghe cái tiếng nói của quê hương mình. Nhưng mà em nghĩ là có lẽ đối với những khán giả mà ở những tỉnh khác, Nghệ An và Hà Tĩnh, thì khi mà họ nghe tiếng Nghệ thì có phần hơi khó khăn một chút. Thì anh có nghĩ là cái việc lựa chọn này của mình là một cái sự táo bạo không ạ? Khi Việt Bắc diễn mà nói tiếng Nghệ ạ, thì trong thâm tâm Việt Bắc là mình làm gì thì làm, mình vẫn muốn đưa cái tiếng quê hương của mình lên. Một điều đặc biệt thì lúc mình diễn, mình nói giọng nghề, các đạo diễn, tức là các đạo diễn và những cái người làm cùng nghề với mình, người ta rất thích. Việt Bắc không sử dụng các cái từ địa phương mô tê răng rửa gì cả. Đấy, Việt Bắc nói tiếng Nghệ tròn vành rò chữ. Vậy thì ngay lúc này đây anh Việt Bắc có thể nói một
hoặc là diễn một đoạn hài nào đó để gửi tặng cho Thanh Long và quý vị khán giả được không ạ? Với cả nó dài. Thôi bây giờ Việt Bắc sẽ nói một câu mà Việt Bắc đã làm tạo quấn đấy, tiến lối ấy. Đó chính là 1.000 một miếng cú đơ, 2.000 hai miếng cú đơ, 1.000 2.000 một miếng cú đơ, 4.000 hai miếng cú đơ, 2.000 3.000 một miếng cú đơ, 9.000 ba miếng cú đơ, 3.000 rồi ai chất thuê con bà chất thuê bàn bình đa chở bên trẻ đừng dậy hát bài nôi la lên em. Rồi một cái nữa là ngày xưa mình làm một cái tiểu phẩm tế ga của thứ giãn cuối tuần ấy, đó chính là thông báo chiêng láng chiêng sáng mà thường hà đông tây bữa ni là các khách các chú là vừa đủ hai mâm đó. Trò chuyện với anh Việt Bắc thì luôn mang lại cho Thanh Long cũng như là Thanh Long tin chắc là quý vị khán giả đang xem chương trình những cái phút giây mà người ta được cười, được sảng khoái qua cái cuộc trò chuyện với anh một chút ngắn thôi, nhưng mà em cảm nhận được một cái gì đó rất là có tâm với nghề, một cái gì đó anh xuất phát từ cái tấm lòng của mình, đặc biệt là những cái tình cảm với quê hương. Vậy thì anh quan điểm về nghề như thế nào ạ? Điều đầu tiên là mình làm cái nghề này là đúng cái tấm của mình. Thực sự là mình rất tập trung vào cái công việc của mình. Mình không quan trọng là mình được vào vai chính vai phụ đâu. Mình được nhận vai mình làm hết cái khả năng của mình. Tôi mà nổi giận ấy thì có người chết. Tôi xấu ấy thì cũng chẳng có ai đẹp. Nói thẳng nhé, thằng Xuân này ấy, yêu đương đã 9 tầng mây rồi. Nhưng với cô Tuyết thì vẫn đứng đắn, trong trắng vô cùng. Bởi vì cô ấy là mối tình cuối cùng của đời tôi. Hello, in home sơ tay. Well, come, Việt Nam tàu. You. Cái Google Translate để làm gì? Mày phải tiến hóa lên chứ. Đã đẹp trai lại còn giỏi nữa. Làng này được mấy người đâu. Tập trung vào công việc đi. Em ơi, trong cuộc đời anh tính đến thời điểm này ấy, anh đã làm rất nhiều cô gái ngã lồn veo mà chỉ ngã vào lòng anh thôi. Anh mong rằng một ngày nào đó em sẽ ngã lồn vào lòng anh. Thì tốt biết mấy. Tôi mà phải ngã vào lòng anh á? Thoải mái mà. Welcome. Cả năm liền mình không thấy ai gọi mình đi làm phim nữa. Thiếu một tí tì nữa là tự kỷ đó. Hay là mình thử sang nước ngoài xem, mình đi làm ăn mấy năm mình làm kinh tế. Mình làm việc trước tiên đó chính là bởi vì mình đam mê, mình yêu thích cái công việc đó. Và cũng chính từ cái sự đam mê, sự yêu thích mà mình nỗ lực và mình luôn luôn cố gắng, đúng không ạ? Vậy thì từ khi mà anh tham gia diễn xuất thì anh đã cảm thấy là vai diễn nào là anh cảm ấn tượng nhất ạ? Để mà nói mà mình thích nhất, mà yêu quý nhất ấy, thì cái nhân vật Xuân Tóc Đỏ mình cũng thích. Rồi nhân vật Vĩnh trong bộ phim Ông Tơ Hai Phẩy là mình đóng với cả nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu á, mình cũng thích cái nhân vật đấy. Và hiện tại thì cái nhân vật Cấn mình cũng thích. Vâng ạ, gần đây thì khán giả rất là ấn tượng với vai Cân trong bộ phim Cô Gái Nhà Người Ta. Anh có thể chia sẻ thêm về cái vai diễn này được không ạ? Thì lúc đầu là nói thật sự là Việt Bắc cũng bị cóng đấy. Vì khoảng thời gian khoảng 5 năm rồi thì Việt Bắc vẫn làm nghệ thuật, nhưng mà hầu như là Việt Bắc diễn hài, diễn sitcom. Khi được làm việc với cả anh Trịnh Lê Phóng ấy, thì anh ấy rất nhẹ nhàng, tức là anh ấy uốn nắn cho Việt Bắc. Thì dần dần thì Việt Bắc là cũng ăn được cái vai Cân đấy. Cùng tình thì cùng bổ bả, cùng nhưng mà rất chi là tình cảm, sẵn sàng, nói chung vì bạn, vì gia đình sẵn sàng, không phải nghỉ một điều gì cả, làm được đồng nào tiếu đồng đấy. Vâng, có thể nói vai Cân trong bộ phim Cô Gái Nhà Người Ta là vai diễn đã đánh dấu sự trở lại của diễn viên Việt Bắc đối với thể loại phim truyền hình, đúng không ạ? 5 năm là một khoảng thời gian cũng khá là dài đối với một người nghệ sĩ nếu vắng bóng trên sân khấu. Và em cũng được biết là hình như trong cái khoảng thời gian 5 năm đó thì cũng đã có lúc mà anh nghĩ là sẽ dừng cái sự nghiệp của mình. Giai đoạn mà mình làm xong bộ phim Trò Đời trong Xuân Tóc Đỏ, cả năm liền mình không thấy ai gọi mình đi làm phim nữa. Phải nói là đợt đấy mình thiếu một tí tì nữa là tự kỷ đó. Tức là cảm giác là không muốn ra ngoài, không muốn gặp ai cả, mà cứ thú mình trong một cái phòng thôi.
rồi cứ suy nghĩ, nghĩ rằng là tại làm sao mà mình làm được mà cuối cùng bây giờ không thấy ai mời mình à, hay là mình làm cái vai xuân nó không tốt, rồi bây giờ người ta nhắc đến mình bảo ơi thằng Bắc thế này thế kia, mình nghĩ nhiều lắm. Và Việt Bắc nghĩ rằng là hay là mình thử sang nước ngoài xem, mình đi làm ăn mấy năm, mình làm kinh tế, rồi khi có tiền về thì mình làm nghệ thuật nó đã hơn, nó sướng hơn. Nhưng mà nói thật là như Thanh Long nói là cái nghề ấy, cái nghề của mình ấy, cái đam mê của mình ấy, nó ngấm vào xương tủy rồi chứ không phải máu nữa. Xin chào quý vị và khán giả đang xem chương trình trò chuyện cuối tuần của đài phát thanh truyền hình nhé. Việt Bắc đang nấu cơm với cả mẹ. Hôm nay Việt Bắc sẽ nấu hai món. Món đầu tiên Việt Bắc vừa nấu xong, một món rất chi là đẳng cấp, một món rất chi là đặc biệt, đó chính là canh rau mặn ăn với cá. Và tiếp sau đây Việt Bắc sẽ xào một món gọi là bắp kho hành tây. Món này Việt Bắc cũng rất là thích ăn. Là con út trong gia đình có ba anh em trai Nam, Trung, Bắc, chàng Xuân Tóc Đỏ trong trò đời bước ra khỏi vai diễn là một đầu bếp rất cừ. Ngôi nhà nhỏ ở ngõ 79 đường Tôn Thất Tùng, thành phố Vinh luôn ấm áp, rộn rã tiếng cười mỗi khi đứa con út, nghệ sĩ Trần Việt Bắc trở về. Ba mẹ cũng là một trong những khán giả khó tính nhất để Việt Bắc không sớm hài lòng với những gì mà mình đã có, mà luôn nỗ lực trong từng vai diễn để Việt Bắc mang văn hóa xứ Nghệ đến với sân khấu cả nước. Màn hình mà khi nào thấy con mình xuất hiện thì nói chung là ba mẹ cũng rất là mừng. Mình xem con để có mấy lẻ thế này, cái thứ nhất là cũng động viên con. Cái thứ hai nữa thì nói chi thì nói chứ mà, chứ biết đâu nó có sự sơ suất. Thì bác luôn luôn dặn một câu là thế này, học gì thì học, làm gì thì bằng gì thì bưng. Nhưng mà con hãy cố gắng là phải học một cái bằng làm người. Thưa anh, làm với cái công việc của mình thường xuyên phải đi lưu diễn xa nhà, thế là muốn biết là anh đã có những cái sắp xếp cái thời gian như thế nào để vừa là làm tròn cái vai trò của một người đàn ông trong gia đình cũng như là đảm bảo được cái công việc của mình sẽ suôn sẻ. Thực sự thì công việc của Việt Bắc thì có những tháng ấy là Việt Bắc đi sáng đi tối về, khi mình đi làm thì con mình chưa dậy, mà đến khi mình về rồi thì con này ngủ rồi. Có đôi khi cả tuần liền mình về chỉ thấy con ngủ thôi chứ mình không được chơi cùng con. Nhưng mà mình vẫn luôn luôn cố gắng sắp xếp những lúc nào mình được nghỉ ở nhà nhá. Công việc nhà, giặt quần áo, phơi quần áo, lau nhà, rồi lo cho con, tắm rửa, tất tật tật. Anh ơi, cho anh em xin hết số điện thoại của vợ anh được không ạ? Cho luôn. Em muốn kiểm chứng những điều không, này. Không, đây mình có răng nói rửa. Đấy là sự thật, vì Việt Bắc vẫn thích là cái công việc của gia đình nhá. Đối với vợ mình ấy, mình luôn chia sẻ nó để cho vợ mình với con mình nó quên đi, không bị ảnh hưởng gì đến cái sự là suy nghĩ là mình chỉ chủ tâm vào công việc. Với bố mẹ của anh ở Vinh, thành phố Vinh thì như thế nào, anh có thường xuyên về thăm ông bà được không? Thì mình luôn luôn muốn là những cái lúc nào mình chỉ nghỉ được khoảng 2 đến 3 ngày thôi để về thăm ba mẹ. Nhưng mà trong khoảng thời gian mà trước Tết á, mình làm phim á, đi ròng rã mấy tháng chỉ có gọi điện với nói chuyện với ba mẹ được thôi. Chứ còn với cả là ba mẹ Bắc cũng lớn tuổi rồi nên không biết sử dụng điện thoại có hình ảnh nhá, thì mình nếu như mà mình có về kiểu gọi FaceTime gọi bằng hình ảnh thì kiểu nhìn thấy ba mẹ thì mình vẫn đỡ nhớ hơn, đúng không? Thì mình chỉ có gọi điện thôi. Khi mà chúng ta đã thành công rồi ạ, thì điều đầu tiên Thanh Long nghĩ là chúng ta muốn làm nhất đó chính là tri ân đối với những khán giả trung thành của mình, những khán giả đến từ quê hương và đặc biệt là ở nơi đó có những người đã sinh ra mình, những người mà cho dù mình có đi đâu, mình có thành công hay như thế nào thì mình vẫn luôn mong muốn được trở về để được ôm ấp. Từ xưa đến nay Việt Bắc làm cái gì Việt Bắc cũng muốn là về quê hương, được làm ở quê hương. Rồi Việt Bắc cũng nghĩ rằng là một dịp nào đó mình có điều kiện mình sẽ biểu diễn, mình diễn một vở hai, mình hôm đấy mình không cần vé. Hy vọng là sắp tới đây, không phải là quá xa nữa, thì anh Việt Bắc sẽ tổ chức một cái show gì đó để rồi, có thể nhỏ là thôi, show nhỏ rất là ấm cúng. Vậy thì dự định của anh trong năm 2020 này là gì?
và năm nay sẽ có liên hoan sân khấu toàn quốc, thì Việt Bắc sẽ cố gắng kiếm đối vai, tức là những cái nhân vật gì đấy để biểu diễn, và mong rằng là mình sẽ kiếm một cái huy chương vàng hay huy chương bạc gì đấy. Bây giờ là mình sẽ phấn đấu đi từ từ chậm chắc đấy, nghệ sĩ ưu tú được đã. Còn về công việc thì năm nay thì Việt Bắc chắc là sẽ cố gắng làm một cái kênh YouTube. Thực ra Việt Bắc cũng có mấy cái ý tưởng rồi, nhưng mà như Việt Bắc đã nói, Việt Bắc làm kênh YouTube, Việt Bắc vẫn muốn hướng về quê hương. Thanh Long xin được chúc anh Việt Bắc sẽ đạt được những cái dự định của mình trong tương lai và có thật nhiều sức khỏe, may mắn để thành công trên con đường sự nghiệp của mình ạ. Xin được cảm ơn anh đã cùng tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta đã có những cái phút giây được trò chuyện cùng với diễn viên Việt Bắc để hiểu hơn về anh cũng như là những cái vai diễn và cái con đường sự nghiệp của anh. Đến đây thì thời lượng của chương trình trò chuyện cuối tuần cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.